Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị cung ứng oxy cho bệnh nhân COVID-19 và các giải pháp đảm bảo nguồn cung oxy trong dịp Tết Nguyên đán. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề nguồn cung oxy y tế phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã nhanh chóng vào cuộc để điều tiết sản xuất, cung ứng nguồn oxy y tế kịp thời, đặt mục tiêu tính mạng con người lên trên hết. Nhằm đảm bảo chủ động cung ứng đủ oxy y tế cho bệnh nhân COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Bộ trưởng cho rằng cần khẩn trương tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình, dự báo, tổng hợp nhu cầu và đặt hàng cụ thể với các cơ sở sản xuất, cung ứng oxy hoặc thông qua Cục Hóa chất, Hiệp hội Khí công nghiệp để có kế hoạch sản xuất sẵn sàng. Bên cạnh đó, do oxy cho điều trị bệnh nhân có yêu cầu tiêu chuẩn rất khắt khe, vì vậy, ngành y tế và các đơn vị chức năng cần có quy định về kiểm định cấp phép rõ ràng để các cơ sở yên tâm sản xuất, cung ứng cho các địa phương và cơ sở điều trị. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Hóa chất trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ về lĩnh vực sản xuất, cung ứng oxy cho y tế, tiếp tục tham mưu để lãnh đạo bộ, chính phủ, các bộ ngành chức năng có chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo phù hợp. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường, vụ thị trường trong nước, Cục Công nghiệp, Cục Công thương địa phương và các đơn vị khác liên quan thuộc Bộ Công thương triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của bộ, lưu thông thông suốt, bình ổn thị trường, chống tình trạng găm hàng, nâng giá hàng kém chất lượng.